Thông tin từ VN Express, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, theo nghị quyết của Trung ương, việc bầu chức danh Chủ tịch nước sẽ được tiến hành tại kỳ họp Quốc hội tháng 10/2024. Tại họp báo về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 8 ngày 26 tháng 8, bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban công tác đại biểu Quốc hội cũng cho biết, theo dự kiến của Trung ương Đảng, từ nay đến hết năm 2024, các chức danh lãnh đạo cấp cao và chính quyền các cấp sẽ được kiện toàn. Điều này nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tiến tới đại hội Đảng lần thứ 14. Tại cuộc gặp các nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước hôm 15 tháng 8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, kỳ họp Quốc hội tháng 10 sẽ kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Tổng thư ký Bùi Văn Cường cho biết, đầu nhiệm kỳ, cơ cấu chính phủ có 4 phó thủ tướng. Tuy nhiên vừa qua, Quốc hội đã đồng ý nâng lên thành 5. Việc phê chuẩn bổ nhiệm thêm 3 phó thủ tướng tại kỳ họp này đã kiện toàn các chức danh phó thủ tướng, hoàn thiện cơ cấu nhân sự. Phát biểu kết luận phiên họp bất thường lần thứ 8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho hay, công tác nhân sự đã được thực hiện chặt chẽ, đạt được sự đồng thuận, thống nhất cao. Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chánh án Tòa nhân dân tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình và phê chuẩn bổ nhiệm ông Bình giữ chức phó thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đối với ông Lê Minh Trí để bầu giữ chức Chánh án Tòa nhân dân tối cao. Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Trần Lưu Quang vì đã được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương. Bầu ông Nguyễn Huy Tiến giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Đức Phước giữ chức Phó Thủ tướng, tiếp tục làm Bộ trưởng Tài chính và ông Bùi Thanh Sơn giữ chức Phó Thủ tướng, tiếp tục làm Bộ trưởng Ngoại giao, cho đến khi kiện toàn chức danh Bộ trưởng ở hai bộ. Tại kỳ họp, Quốc hội cũng phê chuẩn bổ nhiệm Bí thư Yên Bái Đỗ Đức Duy giữ chức Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường và Bí thư Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bộ trưởng Tư pháp nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu đã biểu quyết phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Lê Minh Khái và Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh để nghỉ công tác. Bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Lê Thanh Vân.